Nhà vườn Đạt Nhung xin kính chào quý khách hàng trên toàn quốc. Nhà vườn em giới thiệu cho các bác một loại giống cây, đây là cây dừa. Và cỡ cây dừa này là dừa chai của bên nhà em. Cây dừa choai hôm nay bên em giới thiệu là giống dừa xiêm đỏ Mã Lai. Cấp độ cây choai nhỡ, cây đã được đánh đào bầu ổn định. Với đường kính gốc khoảng 7 đến 10 cm và chiều cao cây đạt từ khoảng 1m8 đến 2m2, loại cây này bên em đã rong được 1,5 năm rồi. Khách hàng về trồng là cực kỳ đảm bảo. Dừa xiêm đỏ Mã Lai là giống dừa mới được canh tác tại một số nơi ở miền Tây. Dừa xiêm đỏ Mã Lai rất nhanh cho trái, từ 1,5 đến 2 năm là bắt đầu có trái. Năng suất cao, trung bình khoảng 20 đến 30 trái trên một buồng. Quả dừa xiêm đỏ Mã Lai có màu cam đỏ như dừa xiêm lùn và có vị ngọt không thua gì dừa xiêm. Vì có năng suất vượt trội và hiệu quả kinh tế cao nên giống dừa xiêm đỏ Mã Lai hiện đang được đầu tư phát triển lâu dài. Dừa xiêm đỏ Mã Lai có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn các loại dừa khác, phổ thích nghi rộng nên được trồng phổ biến ở hầu khắp các tỉnh ở nước ta. Dừa xiêm đỏ Mã Lai có trái màu vàng cam, hương vị đặc trưng, nước uống ngọt và dung lượng ấn tượng. Dừa xiêm đỏ Mã Lai được lựa chọn lý tưởng cho người dùng. Ngoài ra, dừa xiêm đỏ Mã Lai không chỉ ngon miệng mà còn đặc biệt khỏe mạnh. Nước dừa có thể tích từ 350 đến 450ml trên một trái giúp bạn và gia đình có được nguồn cung cấp nước tự nhiên và giàu dinh dưỡng. Vậy khách hàng nào có nhu cầu trồng cây dừa nhanh hoa quả, trồng từ những cây xoay vui lòng liên hệ với bên em có địa chỉ tại khu 31 ha của Nguyễn Mộ Tài, thị trấn Châu Kiệt, huyện Hà Nội. Và quản có mắt anh sẽ bài đang để được tư vấn. Em xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.